Một trong những ứng viên nổi bật của cuộc thi năm nay là thí sinh Ngô Thị Thanh Tú. Không quá khó khăn để nhận ra Thanh Tú trong 32 thí sinh lọt vào Trung khảo phía Bắc Hoa hậu Việt Nam 2016 bởi chiều cao nổi bật 1m81. Chiều cao thì bao giờ cũng là một lợi thế nhất định đối với giới người mẫu và kể cả là hoa hậu. Thì chính cái chiều cao khiến cho thể hiện bộ trang phục một cách tốt hơn và trong cái mình cũng có thể sải bước dài hơn trên sân khấu, khiến cho những bước đi càng thêm uyển chuyển. Và em nghĩ đấy chính là một lợi thế của em trong cuộc thi này. Cũng nằm trong top các thí sinh xuất sắc phải kể đến Huỳnh Thúy Vi, một cô gái đến từ Cần Thơ. Người đẹp miền Tây này sở hữu một thân hình cân đối, có làn da trắng không tì vết. Trong trang phục bikini, cô gái trẻ này thật thu hút mọi ánh nhìn. Cũng gần đến vòng chung khảo thì tâm trạng bây giờ cũng hơi khá là hồi hộp chị. Nhưng mà bên cạnh đó thì chúng em và cũng như các bạn đã chuẩn bị cho mình là kỹ năng cắt quớt, trang phục và những thứ cần thiết. Quan trọng nhất cũng là vẫn là sức khỏe. Thì em cũng cảm thấy tự tin cho vòng chung khảo sắp tới. Một thí sinh nữa không thể không kể đến đó là Trần Thị Tố Như, cô gái đến từ Thái Nguyên, sở hữu một thân hình rất đẹp với chỉ số 3 vòng quyến rũ. Ngoài ra, cô còn có khả năng giao tiếp linh hoạt và cực kỳ tự tin. Mạnh của em có lẽ là sự tự tin và một chút trải nghiệm mà em đã từng có trong cuộc thi Hoa Khôi của Thái Nguyên ạ. Bên cạnh đấy thì em cũng làm về ngoại giao ở câu lạc bộ của trường, vì vậy nên là cái khả năng giao tiếp cũng như là ngoại giao của em cũng khá là tốt. Em nghĩ đó là điểm mạnh của mình. Đến từ Quảng Ninh, cô sinh viên Trần Huyền Trang khiến cho nhiều người bất ngờ với thông tin cô sở hữu vòng eo 56cm. Người đẹp này cho biết cô không có bí quyết ăn uống hay luyện tập đặc biệt nào. Mỗi ngày, Huyền Trang cố gắng dành thời gian cho việc chạy bộ. Đo của em vòng 1, 7, 8, vòng 2, 5, 6, vòng 3, 9, 3. Vòng eo của em thì một phần là do cơ thể khung xương nó đã sẵn nhỏ như vậy và một phần là do chế độ ăn của em nữa. Thì buổi sáng em sẽ ăn nhiều và sẽ ăn ít hơn vào buổi tối. Và em cũng thích các môn thể thao, đặc biệt là chạy bộ. Ngoài ra, còn một số gương mặt thí sinh nổi bật được nhắc đến nhiều như Phùng Bảo Ngọc Vân đến từ Hà Nội, Trần Thị Thu Hiền đến từ Thành phố Hồ Chí Minh, Trần Thị Minh Minh đến từ Nghệ An, Đỗ Mỹ Linh đến từ Hà Nội. Đến giờ phút này, 32 ứng viên phía Bắc của thi hậu Việt Nam 2016 đã sẵn sàng tỏa sáng trong đêm chung khảo vào tối nay.